Thảo rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn phát sóng trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, tiền mãn kinh hay còn được gọi là quá trình chuyển đổi mãn kinh. Đây là giai đoạn mà người phụ nữ gặp rất nhiều những khó khăn, có nhiều sự thay đổi về tính cách, về tâm sinh lý, về sức khỏe. Với nhiều người, giai đoạn này thực sự là nỗi ám ảnh. Vậy để vượt qua được giai đoạn này thì chúng ta cần phải lưu ý những gì? Thì đó là chủ đề của chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay. Nhưng trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngắn chúng tôi vừa thực hiện. Mãn kinh là chuyện chị em phụ nữ sớm muộn cũng phải đối mặt, nhưng không ai muốn nó đến quá sớm vì những ảnh hưởng mà chúng gây ra cho sức khỏe. Thông thường độ tuổi mãn kinh ở nữ giới là từ 47 đến 55 tuổi, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt sau 55 tuổi mới mãn kinh do chăm sóc sức khỏe tốt. Ngược lại, người có thói quen vệ sinh kém, chế độ dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài, tuổi mãn kinh sẽ đến sớm hơn. Ngoài ra, thời gian mãn kinh cũng được quyết định bởi tình trạng bản thân. Ví dụ, người có chế độ dinh dưỡng không tốt, bị mắc bệnh về rối loạn trao đổi chất hoặc bị trầm cảm lâu ngày rõ ràng sẽ mãn kinh sớm hơn những người bình thường. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng tiền mãn kinh là một quá trình sinh học tự nhiên của con người. Để hiểu rõ hơn về giai đoạn này cũng như là có những cái biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, và chị Nguyễn Hiền, đại diện nhãn hàng Xuân Nữ Khang. Vâng, và câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho bác sĩ Vân Anh. Bác sĩ có thể cho biết là những cái biểu hiện nào của giai đoạn tiền mãn kinh mà chúng ta có thể nhận thấy được không ạ? Như chúng ta biết là tiền mãn kinh, đây là một cái khoảng thời gian trước cái giai đoạn mãn kinh của người phụ nữ. Về các cái biểu hiện ở cái giai đoạn tiền mãn kinh thì nó có các cái triệu chứng, chủ yếu nó là những cái triệu chứng cơ năng. Vâng, ví dụ như là có những cơn bốc hỏa, tiếp theo nữa là những cái vã mồ hôi, đặc biệt là mồ hôi trộm, đông y gọi là mồ hôi trộm, tức là mồ hôi về ban đêm khi chúng ta đang ngủ thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là mồ hôi rất dính đầy ở ngực, ở cổ. Rồi là bệnh nhân có những cái cơn, thỉnh thoảng có cái cơn tim đập rất là hồi hộp chống ngực. Rồi chúng ta cũng thấy là cảm thấy là người nó có những triệu chứng như là rất là có thể mệt mỏi, những cái mệt mỏi vô cớ này, những cái đau rứt xương cốt mình mẩy mà không rõ nguyên nhân. Thế rồi là chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta có những cái rối loạn như là tiểu tiện, âm đạo thì chúng ta cảm thấy nó khô hơn, khí hư ít hơn. Thế và có biểu hiện đau rát khi quan hệ. Thế còn về cái thay đổi về tính tình thì đôi chị em phụ nữ chúng ta tự nhiên cảm thấy nó hay bực bội này, hay cáu gắt này, những cái cáu gắt rất là vô lý. Rồi là trong công việc thì khó tập trung. Qua những lời chia sẻ của bác sĩ thì Vương Thảo thấy rằng là những cái ảnh hưởng của tiền mãn kinh đến sức khỏe của chị em phụ nữ không phải là ít, đúng không ạ? Vậy bác sĩ có thể chia sẻ là cụ thể là những cái ảnh hưởng đó là gì và nó có nguy hiểm không ạ? Khi mà suy giảm thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những là các bệnh lý có thể là tim mạch, ví dụ như là tăng huyết áp, thế rồi là những cái như là cái rối loạn chuyển hóa như là tiểu đường này, rồi là những cái rối loạn mỡ máu này, vâng, thế và những cái biểu hiện của loãng xương nữa thì dẫn đến như là các cái khối u ác tính ở vú này, ở tử cung, ở buồng trứng hoàn toàn có thể xuất hiện. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những chị em đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, về cách chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất trong cái giai đoạn này thì chị em phụ nữ chúng ta nên tránh những cái căng thẳng, cái stress, chúng ta nên có những cái sắp xếp những công việc, những cái nghỉ ngơi làm sao cho nó hợp lý, và chúng ta cũng tránh những cái làm việc quá sức này hoặc là thức đêm. Vâng, thế và đặc biệt là chế độ ăn uống. Và bên cạnh đó thì cái tập thể dục thường xuyên, chúng ta biết là tập thể dục thì nó rất tốt. Trong cái giai đoạn này thì chúng ta cũng nên sử dụng thêm một số các cái thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mà đặc biệt là những cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc từ thiên nhiên thì nó rất an toàn đối với chị em phụ nữ chúng ta. Một số các cái thảo dược mà nó có tác dụng hỗ trợ cho chị em trong những các cái vấn đề về sức khỏe sinh sản, về phụ nữ cho chị em, như là hương phụ này, ích mẫu này, rồi một số các vị thuốc hoạt huyết như xuyên cung đương quy, hồng hoa. Vâng ạ, qua những lời chia sẻ của bác sĩ thì Phương Thảo thấy rằng là có rất nhiều những phương pháp để chúng ta có thể chăm sóc được sức khỏe trong thời kỳ này, và trong đó thì có việc sử dụng các thực phẩm từ bảo vệ sức khỏe từ thiên nhiên cũng được rất nhiều những chị em tin dùng. Vậy bà Nguyễn Hiền đến từ đại diện Xuân Nữ Khang thì bà có đánh giá như thế nào về những cái ưu việt của các sản phẩm từ thiên nhiên ạ? Các cái sản phẩm từ thiên nhiên thì không những chỉ chữa bệnh mà nó còn giúp cân bằng âm dương cho cơ thể của người bệnh và tăng cường bồi bổ những cái chức năng của các cái bộ phận trong cơ thể. Các cái sản phẩm từ thiên nhiên và nó không có tác dụng phụ, không có trong cái quá trình sử dụng ấy lâu dài thì cũng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, và đặc biệt nó có tác dụng từ từ và không có kháng thuốc, không gây dị ứng và không gây những cái biến chứng trong cái quá trình sử dụng.
Vâng ạ, Phương Thảo được biết là sản phẩm Xuân Nữ Khang thì có nguồn gốc từ thiên nhiên. Vậy bà có thể chia sẻ rõ hơn về những cái tác dụng của sản phẩm này, đặc biệt là đối với những chị em phụ nữ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh không? Xuân Nữ Khang thì là một cái sản phẩm được sản xuất từ những dược liệu vô cùng là quý hiếm. Nó có tác dụng là bổ huyết, lương huyết và thanh nhiệt. Đối với chị em phụ nữ thì hiện nay có rất là nhiều chị em phụ nữ đến hơn 90% gặp phải các cái vấn đề về nội tiết tố. Thì sản phẩm Xuân Nữ Khang giúp tăng cường những cái hormone rồi tăng cường nội tiết tố cho phụ nữ. Đặc biệt thì Xuân Nữ Khang giúp điều trị cái chứng thiếu máu, phụ nữ da xanh cũng như là ứ huyết hay là đau bụng kinh trong cái chu kỳ kinh nguyệt của mình. Sản phẩm Xuân Nữ Khang rất an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra thì Xuân Nữ Khang giúp hỗ trợ điều trị cho phụ nữ tiền mãn kinh, giúp giảm những cái triệu chứng như là hồi hộp, bốc hỏa, rồi khô âm đạo, giúp cho chị em phụ nữ có sắc da hồng hào và đặc biệt là giảm được những cái chứng như là thiếu máu da xanh. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn những thông tin rất hữu ích đến từ bác sĩ cũng như khách mời của chương trình. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về sản phẩm Xuân Nữ Khang, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Xuân Nữ Khang với các thành phần chính từ các vị thuốc quý như hoa hồng, sinh địa, đan sâm, xuyên khung, đương quy, hương phụ chế. Theo công thức bí truyền nhiều đời, góp phần bổ huyết, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và giữ gìn nhan sắc, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giúp phụ nữ giảm nhẹ các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh. Sản phẩm Xuân Nữ Khang được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt nên đảm bảo về chất lượng và độ an toàn và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Những thông tin về sản phẩm Xuân Nữ Khang vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay. Hy vọng rằng với thông tin của chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn sẽ có thêm một phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.